Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình Ký Sự Bonsai. Hôm nay ngày 20 tháng 12 2020, năm Thu quay trở lại vườn Kiển Văn Bình tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà nhà vườn muốn giao lưu các bạn ha. Các bạn thân mến, thì năm tôi chỉ làm clip chia sẻ, không tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Bình theo số điện thoại là 0915973499 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh Trạng Bình quen thuộc của quần Kiển Văn Bình. Chào Bình. Dạ em chào anh Năm, chào cô bác anh chị chúng ta cả. Hôm nay quần Kiển Văn Bình lại tiếp tục báo tới cô bác anh chị chúng ta một số chủng loại cây để cô bác anh chị chúng ta tham khảo. Qua đây thì em cũng nói luôn là cái hình thức kinh doanh của em là em chốt cây là giá báo là đã bao gồm cả chậu và phí ship rồi. Cô bác chỉ lo tiền một lần thôi, không phải lăn tăn mà lo phí ship bao nhiêu, tức là em đã bao ship luôn. Còn các cô bác anh chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và thành phố Bình Dương thì không cần phải cọc tiền trước, cứ chốt cây là em gây tới rồi em thu tiền luôn thôi. Còn cô bác anh chị ở xa thì chúng ta vui lòng cọc cho em ít làm tin thôi. Dạ, còn em cũng đọc luôn là cái địa chỉ của em là ở số 96 đường Lê Hồng Phong, thành phố Dĩ An và tỉnh Bình Dương. Và số điện thoại của em là 0915973499. Dạ, xin cảm ơn cô bác anh chị. Rồi, ok. Anh Bình cũng đã chia sẻ với tất cả là cái hình thức kinh doanh của nhà vườn. Là bây giờ không mất thời gian, chúng ta tiến hành làm việc. Em số 1, em đầu tiên là em này tên gì đây? Là MC anh ơi. MC. Một cây si. Cây si mà như anh nói là anh trồng bên lối đi. Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi là cây này đây phải không? Cái là anh trồng hay là em trồng hay ai trồng đó? Trồng. Ai trồng cũng vậy thôi, ông nào cũng trồng hết, ông nào cũng trồng hết. Cây si các bạn, đây cây si này nó rễ nó uốn cong rất là nhiều, rất là cuộn cuộn như sợi dây thừng ha. Mẹ đẹp lắm. Như sợi dây thừng mà. Cứ quay về em xoay chậm chậm nữa, ông bác coi một chút. Rồi chính giữa lõi nó có nhét gì trồng không? Chính giữa lõi nhét cái thân cây. Thân cây, tự nhét rơm trồng cho nó quấn. Chính giữa lõi thì nhét thân cây. Rồi. Em đo thông số. Mình có thông số đi mình đây. Chiều cao là 80. Chiều dài của tàng là 87. Ngoành thì nó lớn rồi. Ngoành của cả cụm này là 110. Cái si số 1. Rồi, chào được. Giá là 4.8. 4.8 cây đầu tiên được báo cáo cho bác kiểm chị. Bao gồm cả phí ship cả 4.8 nha. Rồi. Ok, xin mời em kế tiếp. Em số 2. Số 2 là một cây sam trái anh ơi. Sam trái. Nó phần chậu và cỏ ra cái cây nó mọc lên. Số 2. Rồi, báo cáo thông số em số 2 đi nào. Chiều cao 30. Chiều dài của tàng từ trên xuống này là 36. Quanh của cái thân chỗ này là 11. Tàng rất nhiều trái. Cây này nghệ thuật luôn. Rồi, em số 2 được chào giá là? Đây là chào giá 2.4. 2.4. Rồi, em số 3. Các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 20 tháng 12 2020 và tiếp tục chia sẻ các bạn em số 3. Em Hải Châu. Hải Châu. Lá này của Hải Châu này rất đẹp. Cái này hết trái rồi. Lá bầu tròn. Cái này thì hoàn thiện rồi nhưng mà hết cũng hết trái rồi. Hết mùa trái rồi.
chiều cao 52, tác động 61, quanh một cái cổ đế này là 38. Cái này đã hoàn thiện rồi đó. Rồi, em số 3 này được chào giá. Số 3 được chào giá là 4.8 đó. 4.8. Rồi, xin mời em số 4, cũng là Hải Châu. Cũng là Hải Châu. Ca 45, tán động 35, quanh ở chỗ này là 36. Hãy cho số 4 này được chào giá là 900.000. 900.000. Rồi, xin mời em số 5. Một cái xanh trái anh. Số 5. Xanh trái. Xem trái. Cây đang rất nhiều trái. Mình thu cận cảnh cho các bạn thấy trái của em đó ha. Chiều cao 45. Giờ của cái tàng là 32. Bản thân là 11. Chào giá. Xem trái được chào giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu. Các bạn lưu ý là giá đã có ship và đi nguyên chậu các bạn ha. À, tiếp tục xin mời em số 6. Là một cây xanh trái nữa. Xanh trái. Cây rất già, mua đã thành phẩm rồi. Tay cảnh bên dưới anh. Quay cho các bạn con. Rồi, em số 6. Này rất là nhà luôn. Chiều cao 31. Tầng đồng 47. Phần của cái thân là 14. Rồi, em số 6 này được chào giá là em trái được chào giá là 2.5 triệu. 2.5 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 7 cũng là xăm trái. Số 7 là một cây xăm trái nữa. Rồi, xăm trái. Trước khi xăm xác định cho mọi người cục đá tấm thủy đó. Xác định giới tính thì bao giờ Lâm Thu cũng cho các bạn xem mặt trái của cây. Cái này nó già già lắm rồi. Trái đang có nhiều trên cây. Trái trên cây nhiều. Cái này trái lúc nào cũng trái. Thấy nhiều trái. Chiều cao 44. Chiều dài của tàng cái này là 60. Còn gửi thân chỗ này là 12. Trái trà cũ. Rồi. Cái này trái cũ. Em mày được chào giá. Cái này số mấy anh? Số 7. Em quên mất rồi. Số 7. Số 7 đi xanh trái này được chào giá 2.5 triệu. 2.5 triệu. Số 8 là Hải Châu. 8 là một cây Hải Châu. Lá rất đẹp. Cây đã hoàn thiện rồi. Cây này cây đẹp, trồng đẹp. Giá đẹp không? Giá cũng đẹp. Giá cũng đẹp luôn. Giá cũng đẹp luôn. Người đo có đẹp không? Người đo không đẹp. Chiều cao 48. Khiêm tốn thế. Tàng động là 59. Quanh
quanh cả cụm là 56. Tôi quanh của một cái thân. Quanh của một thân chỗ này là 21. Hải Châu số 8 và chào giá là 2.6 triệu. 2.6 triệu. À, xin mời em số 9. Chuyên nổi không? Trời, chào khỏe quá ta. Số 9. Uống hai hộp sữa rồi. Uống hai hộp sữa, sữa gì? Ông Thọ cô gái Hà Lan. Ông Thọ. Sữa ông Thọ sao khỏe được? Uống cô gái Hà Lan. Ông Thọ ông uống được hai hộp với thế ghê chứ. Thấy là nó điêu người đúng không? Sữa ông Thọ đâu có tư Thọ phổ uống có hai hộp chứ. Ông Thọ có mấy giọt à ông ơi? Nói cho nó vui vui vậy chứ. Sữa kia thì uống được chứ sữa ông Thọ làm sao uống? Có là uống. Kêu ông Thọ còn bao sữa thì uống. Rồi, em là em gì đây? Một em kim quýt, rất là điều nghề anh ơi. À, kim quýt được chế tác theo kiểu bạc phong. Thấy bạc phong. Kim quýt đẹp. Đẹp không? Không phải mình bán nó mình khen đẹp chứ không, nhưng mà công nhận cây này rất đẹp anh. Đẹp sống để chơi bán làm chi? Không, mình kinh doanh mà. Kinh doanh chứ có phải mình đưa về để chơi đâu anh. À, tưởng đẹp quá để chơi bán làm chi? Không. Để chơi thì đã không chào lên này. À, số 9. À, hỏi cắt cớ quá. Thấy nó đẹp là mình nói đẹp chứ. À, quay phim không lo quay phim, là hỏi cắt cớ. Ông này không quay phim, không lo quay phim, không hỏi rắc rối nha. À, rắc rối chứ. À, em số 9. Mình thấy đẹp thì mình nói đẹp. À. Rồi em đo thông số. Thông số. Chiều cao là 70. Chiều dài của ta là 75. Quanh một cái bệ là 52. Quanh một cái thân là 25. Rồi, em số 9. Kim quýt số 9 này được chào giá là 5.2 triệu. 5.2 triệu. Rồi, xin mời em số 10. Số 10 là em Hải Châu Lá Lớn. Là một em Hải Châu. À, Hải Châu. Rồi. Chiều cao 43. Tầng lưng 47. Quanh là 34. Hải Châu là chào giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu, Hải Châu mang số 10. Các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 20 tháng 12. Nhưng là các bạn vui lòng gọi cho Bình theo số là 0915973499. Và bây giờ tiếp tục em mang mã số 11. Là em Sâm Ngọc hả? Sâm Ngọc anh ơi. Sâm Ngọc. Vậy Sâm Ngọc lũa rất là đẹp. À, cái dòng Sâm Ngọc là mình thấy cái bệ nó cái lũa nè các bạn ha. Lũa của Sâm Ngọc đẹp lắm. À, lũa Sâm Ngọc nó trắng hiếu à. Mặt trước mặt sau mặt như nhau. Lầm lầm ở ngoài một chút mà lấy lối mà đi ra chứ sao đi thế, cho đi đường nào. Sâm Ngọc số 11. Chiều cao là 68. Chiều dài của tàng là 76. Quanh của cả cái cục này là 70. Xoay vòng coi. Rồi, em số 11 được Sâm Ngọc. Số 11 được chào giá là 6.3 triệu. 6.3 triệu. Các bạn lưu ý giá đã có ship mà chuyển cả chậu các bạn ha. Dạ, xin mời em số 12. Số 12 là kim quýt đúng không? Kim quýt nè anh ơi. Kim quýt. Kim quýt này dán là dán phong chanh. Dán phong chanh. À, phong chanh. Kim quýt số 12.
chiều cao là 58, chiều ngang của tàn là 58, vành của thân chỗ này là 11, kim quýt được chào giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu. Rồi, xin mời em số 13. Mười ba là em Hải. Ê, em này là cái gì, cái bùm sụm hả? Hay còn gọi là trà phúc kiến. Ờ, em bùm sụm. Trà phúc kiến. Bẹ này cực đẹp luôn. Bẹ này rất là già cây ha. Cây này rất là cổ lũ sĩ rồi phải không? Già lắm. Chiều cao là 47. Chiều tàn của dài của tàn là 60, cận bề là 87. Trà phúc kiến được chào giá là 3 triệu. Trà phúc kiến được báo giá là 3 triệu. Xin mời em số 14. Sâm bông anh ơi. 14 là cái sâm bông. Cái này cái sâm bông. Anh nhận xét cây này thế nào? Cái sâm bông. Dạ vâng. Dạ cây. Nhận xét nói thiệt tình. Tình hả? Thì đương nhiên là cây thì đẹp rồi, mà thích hay không thì đó là chuyện khác đúng không? Bởi vì cây nào nó cũng đẹp, nhưng mà cũng đó, đẹp rồi. Người mọi thích đấy. Đúng rồi, anh đáng anh thích gắn trực hơn. Thì thích kiểu dáng thì mỗi người thích một kiểu, nhưng mà cây nào cũng đẹp hết, bởi vì không ai sở thích khác nhau mà. Chiều cao 32. Tán rộng 45. Anh thích dáng trực lắc thôi. Lắc lắc là khoái. Vành ở chỗ này là 17. Sâm bông được chào giá. Sâm bông. 2,8 triệu anh. 2,8 triệu. Mang mã số 14. À, rất là đẹp. Ok. À, bây giờ tiếp tục xin mời em mang mã số 15. 15. Là cây này là cây gì đây? Cây túc. Cây túc là cây sung túc. À, sung túc. Sung túc hoa anh túc. Túc trực luôn phải không? Chứ túc. Túc. À. Mang mã số 15. Này về đẹp. Nó có bông không? Dạ. Có bông không? Em thấy anh em bảo có nhưng em có thấy đâu. À, chưa thấy bông đó hả? Nó về nhà mình có thấy nó có đâu. À, anh xong. Em thì bảo có, người ta bảo có. Xong đấy bông giả gắn chiều vô. Chiều cao 70. Rồi đấy bông giả ta gắn vô. Chích. Đừng có xúi dài em. Chiều dài của tàng là 90. Rồi lấy cây dẫn sắt á, tự nhất dẫn dán vô. Làm những cái trò chơi á. Quanh của cái bệ là 100. Okay, cái này số mấy em quên rồi. Số 15. Cây túc số 15 được chào giá là 4 triệu 7. 4 triệu 7, ok. Rồi. À, xin mời em số, xin mời em số 16. Thêm thêm thì xuyên lên, xuyên ra ngoài luôn cho nó chống chỗ này cho rồi. À, số 16. Thúc hết vậy nè. Số 16 là cây dương. Cây dương. Còn cái tên gọi là cây phi lao. Ha ha ha, dương. 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 À. Dương. Đó. Chiều cao từ miền chậu lên là 84.
chiều dài của cái tàn là 110. Vành của cái củ này, cái củ chỗ này là 57. Cái dương là chào giá là 3.6 anh. 3.6 mang mã số 16 luôn. Mười bảy là cây lộc vừng. Lộc vừng. Lộc vừng. Từ chế tác dáng dáng bài. Vẻ nó rất đẹp. Lộc vừng. Chiều cao là 53. Chiều dài của tàng là 64. Vành của cả cụm là 87. Lộc vừng được chào giá là 2.5 triệu. 2.5 triệu cho lộc vừng. Rồi. Lộc vừng 2.5 triệu. Xin mời em mang mã số 18. Chấm là em gì, em đa hơn đa, bắt con chim đa nó đậu cành đa. Rồi cây số 18 là cây đa nó đậu cành đa. Chiều cao 50. Cánh đụng là 69. Còn với cái cụm này là 61. Đa là chào giá là 3.5 triệu. 3.5 triệu. Các bạn lưu ý là giá đã có ship và khi chuyển hàng thì chuyển nguyên chậu lên các bạn ha. Để tiếp tục các bạn. Mai chú thủy lá nhỏ. Em số 19 là mai chú thủy. Lá nhỏ. Mấy cây này nó cao, mấy này tiền ship cũng nặng lắm này. Tiền ship sốt ruột luôn á. Chiều cao 70. Số 19. Cánh đồng 64. Bình thân 19. Mã chú thủy được chào giá là 1.6 triệu. 1.6 triệu, cái mang mã số 19. Rồi, xin mời em số 20. 20. Một cây xăm trái. Xăm trái. Để rất là đẹp. Rồi, bác có tổng số. Chiều cao 23. Tán rộng 29. Quanh chỗ này là 36. Xem trái được chào giá là 2 triệu. 2 triệu. Rồi số 21 là em tên gì? 21 là ông Đệ hả? Ông gì? Ông tên ông gì? Ông Phật Di Lặc hả? Không? Di Lặc. Xăm trái rồi. Xăm trái, chồng với chậu ông Phật Di Lặc ha. Chiều cao 25. Cây đang rất nhiều trái. Tàng 33. Vành chỗ này là 11. Rồi, được chào giá. Xăm trái thì trào giá là 900 ngàn. 900 ngàn. Rồi, ok. Xin mời em mang mã số 22.
em xăm trái nữa. Em xăm trái. Cây rất là già luôn. Bẻ. Xăm trái. Chiều cao 29. Trang của tàng là 33. Quần mũi thân là 11. Em trái chào giá 24. 24. Rồi, xin mời em khác. Em số 23. Số 23 là tiếp tục chia sẻ các bạn là một cây dương. Một cây dương. Một cây dương. Cây dương. Đại trực này. Cây dương. À, trực, trực lắc. Này nó giống giống như huyền đó hả? Cái này thì là huyền, nhưng ở đây thì trực huyền. Huyền, huyền, chứ nó không có trực. Chiều cao 77. Giống giống như huyền hả? Chiều dài của tàng là 94. Quần bể là 59. Quần thân chỗ này là 35. Cái dương được chào giá 34 anh. 34 là cây mang mã số 23. Rồi, để xin mời em mang mã số mang mã số 24 và cho em nhỏ đi. 24 là cây này. Cái hạt châu anh ơi. Châu. Chiều cao 42. Chiều dài của tàng 54. Quần của cái bệ này là 52. Phải chưa? Hải Châu được chào giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi, em số 25. Khủng lắm. Em số 25 là em này là em khủng quá, khủng hoảng luôn, khủng long luôn. Em là tên gì? Khủng long luôn. Em là em không biết. Nói quên tên. Găng tu hú. Găng tu hú hả? Cái này mình không có nhớ được. Quên nữa, mắt đỏ lắm. Không nhớ luôn á. Găng tu hú anh em. Cái gì đó, mắc cỡ. Anh gì cũng biết, có cái mắc cỡ không biết à. Có gì đó, không có mắc cỡ không biết. Găng tu hú. Cái này khủng lắm à. Mẹ nó hơn trăm luôn. Bệ thế dữ dội ha. Tạo cái lỗ giống hình con thú nằm ngay giữa cây thất rất là ấn tượng các bạn. Rồi em chứng minh. Chiều cao là 60. Chiều dài của tàng là 103. Rồi là 100 nè. Quần của cái bệ này là 126. 126. Gần số 25. Gần năm được chào giá là gần tu hú được chào giá là 6,5 triệu. Chào giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu gần tu hú. Rồi, xin mời em số 26. 26. Sáu là gì đây? Trắc nghệ anh ơi. Trắc nghệ 26.
sổ. Chiều cao là 50. Chiều dài của từ bên này qua bên này là 82. Vành của cái thân ở chỗ này là 28. Cắt nghề đẹp. Được chào giá là? Cắt nghề được chào giá là 2.9 anh. 2.9. Rồi xin mời em số 27 thêm cây nữa đi. Cây 28 kết thúc đi. Rồi em số 27. Em 27 là em bầm sụm phải không? Sâm ngọc anh ơi. Sâm ngọc hả? Cái đó quăng 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 nhìn nó giống giống nhau. Sâm ngọc mang số 27. Chiều cao 30. Chiều dài của tàn là 90. Chọn em cuối 28 em nào. Cái đó cái cây tràng nữa. Bề của nó là 67. Sâm ngọc được chào giá là 4 triệu. Rồi ok. Rồi em số 28. Đủ thời gian gắn cây đây nè không anh? Rồi thêm cây nữa. Rồi. Rồi em... Cái này cái đó nè nha. Em số 28. Bông trang rõ anh ơi. Tốt này là 5 thân. Rồi trang đỏ. Chiều cao 37. Tác động 63. Gần của cái cổ đế này là 48. Cái trang được chào giá là 7 triệu. 7 triệu. Rồi vâng, em cuối cùng em mang mã số 29 là em cuối cùng các bạn ơi. Cuối cùng là theo Đông Thu thấy là em cuối cùng là em Nguyệt Quế lá sắn. Lá sắn bông chùm. Em mang mã số 29. Nguyệt Quế. Rồi. Thơm lắm. Đang có nụ đặt có bông. Cái này nó có cái vẻ sắc cũng rất là đẹp. Nó nổi cơ rồi. Cơ bắp thiện lên rồi. Các bạn thấy cơ bắp nó còn cuộn không? Từ dưới đầu rễ nó lên. Đó. Cái người này rất cũng. Rồi, đang có nụ nè. Có lát lá còn vài chùm bông. Nụ rất là nhiều. Nguyệt Quế mang mã số 29 lá xoắn bông chùm. Rồi đưa ra mặt tiền. Ok em báo cáo thật số luôn đi. Rồi. Chiều cao là 84. Sàn rồng là 75. Vành thân là 33. Rồi quan trọng là cái giá của nó mình. Cái Nguyệt Quế số 29 cuối cùng này là được chào giá là 3.5 triệu anh. 3.5 triệu. Nguyệt Quế cuối cùng mang mặt số 29 chào giá là 3.5 triệu. Cũng kết thúc chương trình báo giá vào ngày 20 tháng 12. Năm thu rất cảm ơn các bạn yêu đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận từ Nông Thôn những video mới nhất bạn ha. Mình ơi, hãy nói là chia tay với cô bác và anh chị mình thôi. Dạ, cuối clip rồi thì cũng xin kính chào cô bác anh chị. Chúc cô bác anh chị chúng ta có thật nhiều sức khỏe. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha.